cô dâu 62 tuổi Thu Sao cơ sừng làm nghẽ, khoe nhan sắc như gái đôi mươi, cộng đồng mạng bóc trần sự thật. Sau 5 năm kết hôn, cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng 26 tuổi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, không ít người bất ngờ với nhan sắc thăng hạng vượt bậc của Thu Sao, thậm chí còn được khen trẻ đẹp hơn cả chục tuổi. Nhắc đến Thu Sao, cư dân mạng lại nhớ về chuyện tình cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi cùng quá trình thẩm mỹ đầy gian nan của Thu Sao. Được biết, sau khi về chung một nhà với Hoa Cương, Thu Sao đã quyết định trùng tu nhan sắc để có được làn da căng bóng, trẻ trung hơn. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây Thu Sao lại khiến dân tình dậy sóng bởi hình ảnh khác lạ, nhan sắc trẻ trung tươi tắn như gái đôi mươi. Theo hình ảnh đăng tải, cô dâu U70 xuất hiện trong trang phục áo dài in hoa văn thổ cẩm, trang điểm nhẹ nhàng, góc nghiêng cực xinh, khoe làn da căng mịn, thon gọn. Đáng chú ý, dù ở độ tuổi 62, Thu Sao vẫn không ngại để kiểu tóc bím, mái bằng vô cùng trẻ trung, dễ thương. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng dành lời khen có cánh cho Thu Sao về sự thăng hạng nhan sắc lần này. Thậm chí có người còn khen khéo Thu Sao trẻ ra cả chục tuổi sau khi cưới người chồng kém 35 tuổi. Nhiều người cho rằng ngoại hình mới nhất của Thu Sao có sự thay đổi rõ rệt so với bức ảnh kém sắc và già nua trước đây. Đặc biệt, trên trang cá nhân Thu Sao còn chia sẻ thêm nhiều hình ảnh mặc trang phục dân tộc với nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra cô dâu Cao Bằng dường như đang photoshop quá đà. Bởi nếu ai thường xuyên theo dõi cặp đôi Thu Sao Hoa Cương trong các buổi livestream bán hàng sẽ nhận ra nhan sắc thật của cô có phần đúng tuổi hơn, khác hoàn toàn so với những tấm hình trẻ trung, xinh đẹp trên. Kể từ khi kết hôn, cô dâu U70 đã không ngại chi tiền tỷ nâng cấp cho ngoại hình với mong muốn luôn xứng đôi vừa lứa với chồng trẻ. Thậm chí, cô dâu sinh năm 1957 chấp nhận nguy hiểm để thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi cấu trúc tự thân, xóa xăm và sửa lông mày với giá thành 50 triệu đồng. Trước đó, quý bà U65 từng căng da mặt bằng mỡ tự thân, bọc răng sứ, tắm trắng, hút mỡ cấy mu bàn tay, hút mỡ bụng với giá hơn 200 triệu đồng. Dù vấp phải không ít lời khuyên ngăn từ mọi người nhưng cô dâu 62 tuổi vẫn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, Thu Sao mạnh dạn tuyên bố, có chết cũng phải làm con ma đẹp. Điều đáng tiếc là quá trình làm đẹp của Thu Sao đã diễn ra không được như mong muốn. Cụ thể, cô xuất hiện với khuôn miệng bị lệch một bên do gặp bác sĩ phẫu thuật tay nghề kém, gây biến chứng. Sau đó, bà xã Hoa Cương phải trải qua quá trình điều trị biến chứng đầy mệt mỏi như chạy vật lý trị liệu các loại điện xung, điện phân, từ trường, siêu âm để khuôn miệng cân lại. Nhờ điều trị kịp thời mà khuôn mặt của Thu Sao được cải thiện đáng kể. Ngoài việc nhờ cậy thẩm mỹ để nâng cấp bản thân thì cô dâu Thu Sao còn thay đổi phong cách thời trang 180 độ để ngày càng trở nên tươi trẻ khi đứng cạnh chồng trẻ. Cô dâu Cao Bằng thường xuyên kết thân với những thiết kế xẻ cổ sâu, khoe trọn vòng một đầy đặn hoặc những chiếc đầm hoa có màu sắc tươi sáng. Dù đôi lúc nhận nhiều ý kiến mỉa mai từ cư dân mạng nhưng cô dâu Cao Bằng vẫn không bận tâm. Tháng 9 vừa qua, Thu Sao hạnh phúc được chồng trẻ tổ chức tiệc ngọt kỷ niệm 5 năm ngày cưới, bữa tiệc diễn ra ấm cúng, vui vẻ. Không chỉ được chồng trẻ luôn bên cạnh ân cần, chăm sóc từng chút một, cô dâu Thu Sao còn được nhiều người thân, bạn bè quây quần chúc mừng.